Công ty nhà đất Huyền Trân Thái xin chào cả nhà, em là Thu Nhiên. Thì hôm nay là em về ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, quay giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem một miếng đất vườn dừa có tổng diện tích là 1.300 m². Trong đó thì đất là chủ sẽ bán với đất cây lâu năm và giá chỉ có 600 triệu trên 1.000 m² thôi. Và hiện tại thì đất mình sẽ được nằm trên mặt tiền đường công cộng này luôn. Thì đường này hiện tại là em thấy đường đất có rải đá xanh, và đường này là ô tô 7 chỗ có thể vô được đến đất luôn. Từ vị trí cái miếng đất của mình ở đây á, cả nhà mình đi thẳng theo cái đường này tầm khoảng 150m thôi là mình sẽ ra tới đường lộ nhựa Cao Thị Tỉnh. Sau đó mình rẽ phải là đi ra đường tỉnh lộ 877, rẽ trái là một cái hướng đường thông để đi về cống Vàm Dòng nha cả nhà. Đó. Rồi thì cái miếng đất mà hôm nay em muốn quay giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem chính là cái miếng vườn dừa ở bên đây. Hiện tại là trên đất mình là có trồng dừa nha cả nhà. Và tổng diện tích là khoảng 1.300 m², trong đó mặt tiền bề ngang là khoảng 12m6, chiều sâu vô hết đất luôn là khoảng 104 nha. Đất có thể hiện tại là đất lúa, nhưng mà chủ bán là chủ sẽ bao lên cây lâu năm nè, và chủ sẽ bao hết trọn gói giấy tờ sang tên cho cả nhà mình luôn, và giá là 600 triệu trên 1.000 m². Thì tính ra nếu mà cả nhà mua hết miếng này luôn là tầm khoảng 780 triệu thôi nha cả nhà. Giá rất là rẻ luôn rồi. Đường thì đường ô tô nè. Đó, điện nước wifi là có vô tới đất luôn. Đó. Rồi thì mặt tiền bề ngang khoảng 12m6 á. Cả nhà mình sẽ được tính từ vị trí cái khoảng ở đây nè. Mình sẽ đo ngược qua bên đây luôn. Đây, bên đây là có cây trụ ranh giới sẵn nè. Đây cả nhà xem nè, thì mặt tiền bề ngang 12m6 là tới ngay chỗ vị trí cái cây trụ ở đây nè cả nhà. Đó, ngay chỗ vị trí này ha, chạy dài xuống hết đất luôn là khoảng 104 nha. Trên đất thì hiện tại là có trồng dừa nè, với lại em thấy là cũng có mấy cây bông trang với lại bưởi. Nhưng mà khi chủ bán cho mình thì chủ chỉ bán trên đất là có dừa thôi nha cả nhà. Còn riêng về mấy cây bưởi với lại là mấy cây bông trang ở trên đất thì cái này là không phải là của chủ, là của người khác, cho nên là khi bán là chủ sẽ trả cái phần đó lại cho người ta nha. Còn chủ bán trên đất là hiện trạng là chỉ có dừa thôi. Còn nếu như mà cả nhà mình thích trồng bưởi nè, hoặc là mình có thích bông trang để lại, thì mình có thể gặp với chủ đó và mình có thể thương lượng với người ta xem là được giá thì mình có thể mua, còn không thì người ta sẽ bấn đi nha. Đó, thì em sẽ đi dài dài xuống phía sau cho cả nhà xem nè. Dừa thì em thấy cũng lớn rồi nha, có cây thì cũng đã có cho ra trái trái nhỏ rồi, còn có những cây thì mới lớn thôi, cũng chuẩn bị có lưỡi mèo thôi ha cả nhà. Ai dừa này là dừa tơ luôn ha. Cả nhà mình có thể mua miếng đất về đây rồi mình có thể xây một căn nhà lên. Mình sẽ làm nhà vườn nghỉ dưỡng ở đây là rất tuyệt vời luôn. Tại vì khu vực này ha, em thấy là mình đi chỉ có 150m thôi là ra lộ nhựa rồi. Ở đó thì dân cư sẽ rất là đông luôn. Và ở đây là điện nước wifi là có đầy đủ ha cả nhà. Và đất thì cao ráo bằng mặt đường nè. Trong đó thì đường xe ô tô 7 chỗ là có thể vô được đến đất thoải mái luôn ha. Đó, đất thì hiện tại là có trồng dừa luôn, chuẩn bị có quay lợi luôn nha. Và chủ sẽ bao hết trọn gói giấy tờ sang tên cho cả nhà mình luôn. Và bán với tổng diện tích là 1.300 m², trong đó mặt tiền bề ngang là khoảng 12m6, chiều sâu vô là trung bình khoảng 104m nha cả nhà. Giá là 600 triệu trên 1.000 m² thôi. Đó, em đang đi gần tới cuối đất rồi nè cả nhà. Đây, cuối đất của mình là nằm ở cái vị trí cái khoảng này ha. Đó, cả nhà xem, tới hết cái bờ dừa của mình. Đó. Rồi thì để em sẽ mở định vị lên cho cả nhà mình cùng xem nha. Trước tiên thì cái miếng đất của mình sẽ được nằm ở hướng đông nha cả nhà. Đây, đất là được nằm ở hướng đông ha.
cả nhà cùng xem nè. Cái nút màu xanh xanh đó là cái vị trí em đang đứng ở đất của mình, thì phía trước này là cái mặt tiền đất của mình, là đường công cộng, đường đất nè. Thì từ cái vị trí mặt tiền này mình đi ra khoảng 150m là sẽ tới đường Cao Thị Tỉnh nè cả nhà. Rẽ phải là mình ra đường tỉnh lộ 877 này ha. Ở đây thì trung bình mình đi khoảng 3 phút thôi là sẽ tới tiệm tạp hóa nha. Rồi để em sẽ cho cả nhà cùng xem. Nếu mà ở đây đi chợ á thì cả nhà có thể đi chợ Thạnh Nhật hoặc là chợ Hòa Mỹ nha. Từ đây á mà mình đi tới chợ Thạnh Nhật á thì trung bình á cả nhà đi là khoảng 2,6 cây số nha. Mình đi tầm khoảng 5 phút là cả nhà sẽ tới chợ Thạnh Nhật nha. Đó. Hoặc là từ vị trí đất của mình ở đây á mà cả nhà mình đi chợ Hòa Mỹ á thì trung bình á mà cả nhà đi là chỉ có tầm khoảng 1,8 cây số thôi, sẽ gần hơn nha. Trung bình là chỉ có 3 phút thôi là cả nhà đã tới chợ Hòa Mỹ rồi nè. Đó. Còn từ cái vị trí đất ở đây á mà cả nhà đi tới trường học nè, chợ hoặc là ủy ban của xã Bình Ninh á thì trung bình mình đi là khoảng 4,8 cây số nha cả nhà. Đây cả nhà xem nè, chợ Bình Ninh nè, đó trung bình mình đi là 4,8 cây số là 7 phút nha. Xung quanh chợ là sẽ có cửa hàng tạp hóa nè, có ủy ban nè, có trường học nè, có trạm y tế nè, đây trường tiểu học nữa nè. Đó rất là nhiều luôn, thì trung bình cả nhà đi chỉ có 7 phút thôi. Và cái vị trí ở đây thì hay gọi là cụm khu công nghiệp Bình Ninh luôn nha cả nhà. Tại vì ở đây thì công ty rất là nhiều luôn, em sẽ cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây thì từ cái vị trí đất mình á thì cả nhà mình đi ra ngoài đường tỉnh lộ 877 nè, thì khu công ty nó sẽ nhiều hơn ha. Đó rồi bắt đầu là mình đi ra ngoài quốc lộ 50. Đây cả nhà xem nè. Đó. Từ cái vị trí đất của mình ở đây á mà cả nhà đi ra tới, để em xem thử, ở đây mình đi ra tới quốc lộ 50 ngay chỗ mà ngã tư Giáp Hạt đi ha. Trung bình á mà cả nhà đi là 5,9 cây số nha. Mình đi là tầm khoảng 10 phút là cả nhà sẽ ra tới đầu quốc lộ 50 ngay chỗ mà ngã tư Giáp Hạt nè cả nhà. Đó. Rồi mình rẽ phải là đi về thị trấn Vĩnh Bình, rẽ trái là đi về thị trấn Chợ Gạo nha. Và từ vị trí đất ở đây á cả nhà mình đi về tới trung tâm của thị trấn Chợ Gạo á thì trung bình cả nhà mình đi là khoảng 10 cây số. Mình đi tầm khoảng 15 phút thôi là cả nhà đã về tới trung tâm của thị trấn Chợ Gạo rồi ha. Đó, 10 cây số 15 phút. Còn ở đây á mà mình đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì trung bình cả nhà đi là 70 cây số nha. 1 giờ 46 phút thôi là cả nhà đã về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì nếu như cả nhà mình quan tâm tới miếng đất vườn này thì mình hãy liên hệ trực tiếp cho bên công ty nhà đất Huyền Trân Thái với 3 số điện thoại bên dưới màn hình nha. Tụi em sẽ tư vấn giấy tờ pháp lý cho cả nhà nè, rồi dẫn cả nhà đi xem đất, sau đó là mình gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá cả luôn ha. Thì tổng diện tích là khoảng 1.300 m², đất hiện tại là đất lúa và chủ sẽ bao lên cây lâu năm cho cả nhà mình luôn nha. Thì khi mà bán là chủ sẽ bán với đất cây lâu năm và vị trí ở đây là vẫn sẽ lên thổ cư được bình thường luôn nha. Mặt tiền bề ngang là 12m6, chiều sâu vô hết đất luôn, trung bình là khoảng 104. Đó, thì vị trí ở đây thuận tiện để cho mình có thể xây nhà vườn nghỉ dưỡng nè ha. Đường ô tô là đường ô tô 7 chỗ là vi vu vô tới đất luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của em nha. Dừa này thì còn là dừa tơ, chưa có trái nhiều hết cả nhà. Chỉ có được một vài cây là có trái thôi, còn cái kia thì còn nhỏ ha. Rồi, bye bye cả nhà nha.